Cô chú coi à, cô chú coi em lên xe là em tự nhảy vô xe luôn nè cô chú nè. Cô chú thấy em giỏi chưa? À, cô chú ơi, chị tới rồi. À, cái đó là cái nón đó con. Trời 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 trời, lấy luôn hả? Dán lên lại đi, con dán lên lại đi, dán lên lại đi. Đúng rồi, dán lên lại. Dán lên lại, dán lên lại chỗ nào? Dán lại chỗ đó đó hả? Thôi đừng có gỡ. Đấy nè, con dán lên lại nè. Thái chị đi. Thôi kệ nó, cái áo đâu của anh. Gỡ con rít ra anh ra làm chi. Say hi. Oh no 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 no. Dạ, cô chú thấy chưa? Cái gì chay? Thái chị đi. What you playing with? Chay con chơi gì chay? Ồ, chay đang làm bánh. Nè chay, bán cho mẹ cái bánh được không? Bán cho mẹ cái bánh đi. Con làm bánh, con bán cho mẹ một cái đi. Bánh nào? Đây nè, bánh nè. Bán cho mẹ cái bánh này đi. Bán cho mẹ cái bánh này đi. Bán cho mẹ cái bánh này đi. À, cô chú thấy chưa? Trời, chay làm cho chú. Chay làm bánh cho cô chú ăn nha. Chay làm bánh cho cô chú ăn nha. Đó, trái cây đâu? Trái cây đâu? Đây nè, bánh pizza nè. Bánh pizza nè. Đó. Mẹ xin giỏi em nha. Đó, bánh pizza nè. Đó, cô chú ơi, bây giờ em qua tới cái bàn này rồi. Bữa nay đi toàn là gặp bạn trai không cô chú ơi. Toàn là gặp mấy anh trai rồi không mà, mấy anh trai chơi. Chơi với mấy anh trai kia không có chơi ai chơi với chay. Hả chay? Hôm nay là thứ tư nên là chắc mấy bạn đâu còn có phải đi học mà. Mấy bạn với mấy chị phải đi học, có mình chay ở nhà hả? Cô chú ơi, đằng kia có cái kiến, em lại có cái kiến kìa. Bỏ vô cái hộp đó con. Bỏ vô đây nè. Trời ơi, mở cái đó bỏ vô luôn hả? Đây nè, mày chỉ nè, có cái này nè. Bỏ vô đây nè. Đúng rồi. Đừng có chạy đâu ấy. Bỏ vô. Bên đây. Bỏ vô. Good job, JD. Giỏi quá. Chú ơi, mở cái đó bỏ luôn cho gọn hay đây. Ê, không có ngậm. Ẹ. Chay là chạy, chay chạy là chi dành đồ chơi với mấy chị không cô chú ơi. Chay chưa biết share. Chưa có biết share đồ chơi cô chú ơi. Head, shoulder, knees and toes. Hồi nãy rồi cái đó nó ngồi lên cái đó đi, ngồi lên con đây ngồi nè, đây rồi ngồi đây. Coi giữ đang không, coi chơi được không, coi chơi về được không. Chơi giờ đang buồn ngủ dữ lắm rồi cô chú, mà ham chơi đó, một chút nữa mà đi về mà lên xe là bắt đầu là ngủ. Ê đủ được. Mami show vậy.
Yes. Good job, JD. Good job. Đứng xuống, đứng xuống, đứng xuống. Đứng xuống mày chị. Một, đưa cái đầu xuống, đưa cái đầu xuống, đưa cái đầu xuống, đúng rồi. Yay! Good job, Jenny. You wanna do it again? Do it again? No, no, this way. Đi lại đây, đi lại đây. Lại đây, lại đây. You got it. Đưa đầu xuống, đưa đầu xuống. Yes! Đi đâu chị? Bỏ đầu xuống, bỏ đầu xuống, bỏ đầu xuống, đúng rồi. Yeah. Good job, baby. Good job. Yeah. Sao? Đó, chơi chị điện tử nè cô chú ơi. Dữ chưa? Wow, nước đó chạy. Nước nè, dọc nước đi, dọc nước đi. Dọc nước đi. Dọc nước đi chạy. Không thích dọc nước hả? Sao nhà thích dọc nước lắm mà. Hả? Sao nhà thích dọc nước lắm mà. Chơi không? Bé khóc kìa, bé khóc kìa chơi. Chơi. Rồi nó này vô nè. Wow. À, vô viên, vô viên, vô viên. Rồi bây giờ chơi nó muốn lên ghế để nó chơi cái iPad rồi cô chú ơi. Mày đặt lên ghế chơi iPad nữa, con chưa có được cái tuổi này đâu. Chưa đâu, nó thấy iPad là nhảy lên, nghe thấy chưa? Thấy ấn đời nó chưa? Chơi vô tới đây mà còn có iPad chơi nữa thì thôi rồi rồi. Nè, chơi chơi game nè. Đó, game đó chơi đi. Ừ, game đó chơi đi. Đó. Đó, giữ chưa? Thấy giữ chưa? Quẹt vô, bấm vô, bấm vô, bấm vô. Thì bấm vô đó. Ừ. Chơi game đi. Bấm mà play, bấm play đi. Bấm đây, đúng rồi, bấm play, đúng rồi. Cô chú thấy chạy chưa? Rồi rồi, chơi chó kìa, chó kìa. Chó kìa, okay. Chơi đi, bấm vô con chó. Bấm vô con chó. Thôi xuống đi. Ừ. Xuống đi, xuống, xuống. Rồi chạy lên đây chơi nè, đây đây nè. U, đây quá trời đồ chơi luôn nè. Đứng lên, chạy lên quá trời đồ chơi luôn kìa. Good job, JD. Oops. You okay? Đứng lên. Trời ơi, đằng đó có cái kiến luôn kìa. Cái gì vậy? Đó cái... Rồi, chui ra. Yay! Cái đó là ra là ngoài dùng kiểm soát rồi. Cái này là ra tới mướn truyện để coi rồi. Mướn video coi rồi, thôi đi. Đây 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 đây. Cái đồ đó để anh chơi chứ con tự nhiên người ta đang chơi cái con đem con cất vô chạy. Vô duyên dữ chạy. Ừ. Cho nó kìa, đi vô duyên không? Con phải cho con đi ngang. Con đi ngang qua cái mặt anh là con phải nói excuse me. Con phải nói xin lỗi. Cho em qua được không? Con phải nói excuse me, nghe chưa? Say what you say, what you say. Say excuse me. Em chưa biết cái gì đâu vậy. Quậy không à? Đó, đó, đó. Con đi ngang qua con nói sao? Con nói excuse me. Không được, không có được nhảy vô cái học đó. Quậy chưa? Say, can you say hi? Can you say hi? Nice to meet you.
Alo đi, alo đi, cái đó alo đó, cái đó để alo đó, alo đi. Thì alo, alo, cái đó để alo á. Đó. Đó, thấy anh cảnh sát dữ chưa? Mấy cái bộ đồ này là trong đây là thư viện, người ta để cho nít vô mặt chơi luôn các bạn. Có đồ công chúa, có đồ cảnh sát, có đồ lính chữa lửa, đồ tùm lum hết á. Nít vô tự lấy mặt chơi rồi chừng nào về thả ra. Trời ơi, đó, đó, đó. Có được coi không? Dục tùm lum hết. Cái đó đâu có quay được, thôi xuống đi. Xuống sao? Xuống sao? Good job, JD. Đi tướng đi còn đi không nổi luôn, lần nhìn đồ chơi với người ta nữa. Chay để ý anh hoài mà anh không thèm nói chuyện cả anh này nên anh điềm đạm dễ sợ không chay. Trời. Thấy không, thấy anh này điềm đạm đúng rồi, mô mốt lớn lên làm cảnh sát luôn á chay. Ừ, ba ba. Ôi ôi. Come back, come back. Chay đi, come back. Ôi cái đó của anh, Jay, Jay, don't do that. Trời ơi, coi người ta mới ship vô cái này vô quậy. Say sorry, Jade, say sorry. Ui, trời, trời, trời. Jay, don't do that. Jay, con không có được làm vậy nghe Jay. Không phải, cái này để làm gì nè, vậy nè Jay, Jay, con này Jay, alo, alo. Làm đi, alo đi. Alo. Đó, cô chú ơi, bây giờ chay lên xe đi về nè cô chú ơi. Ngồi đàng hoàng coi. Lên xe đi về nha. Tóc tai bu xù. Chay chay đã rồi. Giờ là lên xe là cho chay nít bình sữa. Hít bình sữa là chay ngủ 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 vuông xạo vậy đó, buồn ngủ rồi mà xạo. Trời, mẹ đưa bình sữa uống nha. Uống sữa không? À mẹ chưa giỏi. Uống đi hả mẹ, ra uống đi xạo nữa.